Cái video này mình sẽ nói về G20 Những cái nước ở trong cái nhóm G20 Mình sẽ nói luôn về nước Mỹ Ok Thì những cái nước đó ngay bây giờ Người ta cố gắng đẩy cây tiền à, điện tử Nhà băng trung ương tiền điện tử của họ ra Và tiền điện tử crypto Bitcoin là một sự cạnh tranh gọi là đối mặt với nó. bởi vì vậy thì nó đang suy nghĩ nó có nên cấm hoàn toàn hay không đúng không? thì cái cái video này nó hơi nhạy cảm cho những người mà đang đã có cố cãi trong tiền điện tử giống như bitcoin. ok bitcoin thì rõ ràng là không có cấm được rồi. ok nhưng những cái đồng khác thì sao? thì cũng như vừa rồi uh, Gary Gensler là chủ tịch của SEC ra nói tất cả những cái đồng khác ngoại trừ Bitcoin gọi là chứng khoán đúng không và chứng khoán á, là phải đăng ký đơn giản là vậy ok và tất cả những cái gọi là cái nền tảng đó thì không có đăng ký mà thường thường những cái nền tảng đó số đông á, nó không có ở Mỹ ở Mỹ ok bởi vì và số đông nó ở ngoài nước cũng giống như cái sàn FTX nó ở bên một cái hòn đảo vậy đó OK thì mình đặt ra câu hỏi nó có thể những cái nước trong chi hai chục là nước mỹ là một trong những cái nước ở trong đó có thể cấm được tiền điện tử hay không nếu người ta muốn người ta cấm tiền điện, điện tử hay là người ta Uh, gọi là đem tất cả những cái cái nền tảng những cái những cái những cái đồng này ok những cái ông ceo của những cái người tạo ra những cái đồng đó mà thư kiện hết thì người ta sẽ tốn rất rất là nhiều thời gian và nó kéo đi không biết bao nhiêu năm mới hết nổi ok uh, và bây giờ nếu người ta ngăn chặn người ta người ta ngăn chặn hoàn toàn luôn á thì người ta có nhận ngăn chặn có được hay không ok đây là tiền điện, điện tử. Có nghĩa là phải lên trên mạng để giao dịch Nếu bạn cấm Ở bên Mỹ không sao hết đó người, Một cái người công nhân Mỹ Có thể kết nối Kết nối với một cái gọi là cái Dùng cái gọi là một cái hệ thống Ở bên một nước khác ở bên Việt Nam này đi Và người ta có thể mua tiền điện tử Một cách rất là dễ dàng Ok Cái đó này cho cho những người biết Làm những cái đó Thì cái gọi cái dù mà ngăn chặn Mua bán tiền điện tử trên mạng thì là một chuyện vớ vẩn không có thể là làm được có cách đi đi luồn hết đi sâu đi sâu lưng được hết á.